Hello, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với FPT Shop. Và đến hẹn lại lên, cứ mỗi một dịp chuẩn bị tựu trường là FPT Shop sẽ có một video để cập nhật với các bạn những mẫu laptop mới mà mình nghĩ là sẽ rất là phù hợp với công việc học tập của các bạn. Đối với những bạn học sinh, sinh viên, đặc biệt là những bạn nào đang học lớp 12 và chuẩn bị thi đại học và bước vào cái môi trường đại học sắp tới, thì laptop chính là một cái công cụ không thể nào thiếu được để giúp cho các bạn có thể học tập một cách thuận tiện hơn. Trong video này thì mình sẽ đưa ra cho các bạn 4 gợi ý về 4 chiếc laptop cực kỳ phù hợp với những cái nhu cầu của các bạn học sinh, sinh viên mà mình nghĩ là các bạn nên tham khảo. Cho nên đây cũng là một thời điểm rất là thích hợp để cho chúng ta có thể mua sắm một chiếc laptop cho mình với mức giá ưu đãi hơn rất là nhiều. Thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về những cái nhu cầu mà các bạn học sinh, sinh viên cần có ở một chiếc laptop là như thế nào đó nha. Tùy theo mỗi ngành học của các bạn mà các bạn sẽ có những cái nhu cầu khác nhau. Tuy nhiên mình thấy phần lớn những bạn học sinh, sinh viên thì các bạn sẽ thường dùng laptop cho những cái tác vụ văn phòng cơ bản như là Word, Excel và PowerPoint. Vì thế chúng ta nên lựa chọn một chiếc laptop nào mà đã có cấu hình vừa đủ thôi, không cần quá mạnh để có thể tiết kiệm chi phí hơn. Và thứ hai, một chiếc laptop dành cho các bạn học sinh, sinh viên thì nó cần phải có một cái thiết kế nhỏ gọn thôi để cho các bạn có thể mang theo bên mình để đi học nè và sử dụng bất kỳ lúc nào mà các bạn muốn. Và cuối cùng đó chính là một cái mức giá hợp lý để phù hợp với túi tiền của các bạn học sinh, sinh viên hơn, đúng không? Sơ sơ về những cái nhu cầu rồi, bây giờ thì mình sẽ tiến đến cái gợi ý đầu tiên dành cho các bạn. Đó chính là một chiếc laptop đến từ thương hiệu HP, chiếc HP 240G8. Về chiếc laptop này thì đầu tiên nó có một cái mức giá rất là mềm luôn, chỉ có 13.990.000 đồng thôi, kèm theo đó là rất nhiều chương trình ưu đãi giảm giá nè và bảo hành 3 năm trả gấp 0% tại FPT Shop nữa. Với một cái mức giá tầm 13.900.000 thì chiếc HP 240G8 sẽ có những cái điểm nổi bật gì tiếp theo nữa? Khi mà nhìn vào thì chúng ta sẽ thấy ngay là máy có một cái ngoại hình khá là nhỏ nhắn và mỏng gọn, kèm với đó là một cái tông màu bạc sáng rất là trẻ trung. Và chiếc HP 240G8 này sở hữu một cái màn hình kích thước là 14 inch rất là vừa vặn. Màn hình này có ưu điểm là sử dụng tấm nền IPS cho một cái góc nhìn rộng. Khi mà các bạn họp nhóm đông người thì vẫn có thể nhìn thấy rõ những cái nội dung hiển thị trên màn hình nè. Bên cạnh đó, màn hình còn trang bị khả năng chống chói. Sinh viên mà, không thể nào tránh những cái buổi học và làm việc ngay trên sân trường luôn. Và một cái màn hình chống chói sẽ giúp các bạn nhìn rõ hơn trong hầu hết mọi môi trường ánh sáng. Và một cái nhược điểm nhỏ của phần màn hình này là cái độ phân giải của nó không có được Full HD mà chỉ dừng lại ở con số là 1366x768 thôi. Tuy nhiên với những cái nhu cầu sử dụng cơ bản thì vẫn có thể chấp nhận được ở cái tầm giá này. Và chiếc HP 240G8 cũng được trang bị đầy đủ các cổng kết nối, mà điển hình nhất là các bạn sinh viên hay sử dụng là cái cổng HDMI để các bạn có thể kết nối với màn hình chiếu thuyết trình này, cổng RJ45 kết nối các mạng, cổng USB 3.0 và một cái cổng USB Type-C hiện đại nữa. Về hiệu năng thì chiếc HP 240G8 sở hữu một cái cấu hình khá là tốt. Tuy con chip chỉ là Intel Core i3 thế hệ thứ 10 thôi, nhưng mà chúng ta sẽ có 8GB RAM và 512GB SSD nữa. Lợi thế từ dung lượng RAM cũng như là SSD lớn sẽ giúp các bạn có thể đa tác vụ tốt hơn, cũng như là máy vừa có tốc độ khởi động truy xuất nhanh và vừa có nhiều không gian lưu trữ, mà giá thì lại vô cùng mềm. Và chiếc laptop thứ hai mình muốn giới thiệu cho các bạn cũng sẽ nằm trong cái tầm giá tầm 13 triệu thôi. Đó chính là chiếc Lenovo IdeaPad Slim 3. Chiếc Lenovo IdeaPad Slim 3 có một cái thông số khá là tương đồng với lại chiếc HP 240G8 lúc nãy, như là màn hình 14 inch nè, thiết kế đơn giản, cấu hình với con chip Intel Core i3, nhưng mà là Core i3 thế hệ 11 nha. Và chúng ta vẫn sẽ có 8GB RAM và 512GB SSD tương tự. Và cái điểm tạo nên sự khác biệt giữa chiếc Lenovo IdeaPad Slim 3 và chiếc HP 240G8 nằm ở thiết kế bên ngoài và cái chất lượng màn hình bên trong. Lenovo IdeaPad Slim 3 có một cái vẻ ngoài khá là đơn giản, các góc được vát vuông vức, màu sắc của máy cũng có phần trầm hơn, mặt nắp trơn đơn giản. Điểm này thì tùy thuộc vào các bạn thích phong cách thiết kế nào hơn giữa hai máy thôi.
Về phần màn hình thì màn hình của chiếc Lenovo IdeaPad Slim 3 có phần nhỉnh hơn một chút với độ phân giải là Full HD. Điều đó có nghĩa là hình ảnh hiển thị trên màn hình sẽ được rõ nét hơn. Tuy nhiên, màn hình này sử dụng tấm nền TN thay vì là IPS như là chiếc HP 240G 8. Tấm nền TN thì nó có cái ưu điểm là nó tiết kiệm pin, tuy nhiên thì nhược điểm là cái góc nhìn của nó không có được rộng lắm. Màn hình của Lenovo IdeaPad Slim 3 thì vẫn sẽ được hỗ trợ đầy đủ những cái tính năng như là lọc ánh sáng xanh bảo vệ mắt nè, chống chói. Vì màn hình của máy cũng được hoàn thiện mỏng gần như là đều ở cả bốn cạnh. Là học sinh sinh viên, nhất là trong tình hình dịch bệnh như hiện nay thì việc các bạn phải học online cũng khá là phổ biến rồi. Khi đó thì phần camera trên máy sẽ là một cái trợ thủ đắc lực. Tuy nhiên khi mà không sử dụng thì cái camera này cũng tiềm ẩn nguy cơ bị lộ ảnh riêng tư khá là cao. Vì thế Lenovo đã trang bị cho người dùng một cái màn rập vật lý để che camera lại khi mà không dùng. Một cái điểm nhỏ thôi nhưng mà lại mang lại tính hữu ích rất là cao. Và chiếc laptop mình sẽ giới thiệu cho các bạn tiếp theo là sự kết hợp hoàn hảo giữa hai chiếc laptop mà mình vừa nêu trên, đó chính là chiếc MSI Model 14. Nếu như mà chiếc HP 240G 8 nó có một cái màn hình IPS, tuy nhiên thì độ phân giải chỉ là 1366x768. Còn Lenovo IdeaPad Slim 3 thì có một cái màn hình độ phân giải Full HD nhưng mà sử dụng tấm nền TN thôi, thì bùm, chiếc MSI Model 14 vừa có một cái màn hình Full HD sắc nét nè và vừa sử dụng tấm nền IPS chất lượng nữa. Tất nhiên giá bán thì sẽ nhỉnh hơn một chút nhưng mà không có nhiều đâu. Cụ thể thì giá của nó là 14.690.000 đồng. Như mình có đề cập lúc nãy thì màn hình là một cái ưu điểm lớn của chiếc MSI Model 14 so với hai mẫu laptop vừa rồi. Một cái phần viền được làm siêu mỏng, chất lượng hiển thị đẹp mắt. Và đây sẽ là một chiếc laptop phù hợp cho những bạn nào có một cái nhu cầu cao hơn ở phần màn hình. Có thể là phục vụ cho những cái tác vụ học tập nâng cao hoặc là đơn giản là để có một cái trải nghiệm giải trí hoặc xem phim tốt hơn chẳng hạn. Thiết kế của chiếc MSI Model 14 cũng có phần cá tính và nó mang đậm chất MSI. Màu đen tuyền cùng hiệu ứng bóng nhẹ. Và thân máy vuông vức, tất nhiên là vẫn rất là mỏng, nhẹ, đúng theo tiêu chí mà chúng ta đã đề ra ban đầu. Và MSI cũng rất là tinh tế khi mà trang bị cho người dùng nhiều tiện ích bổ sung như là bảng lề nâng nè, hỗ trợ nâng bàn phím khi gõ tạo một cái cảm giác thoải mái hơn cho người dùng. Đèn bàn phím là một cái trợ thủ đắc lực khi mà các bạn phải học khuya, làm bài tập về khuya. MSI Model 14 là một chiếc laptop nhẹ nhất trong 3 máy từ nãy đến giờ với trọng lượng chỉ có 1,3kg mà thôi. Và tương tự như là Lenovo IdeaPad 3, chiếc MSI Model 14 có cấu hình bao gồm con chip Intel Core i3 thế hệ thứ 11 nè, 8GB RAM và 512GB SSD. Và vừa rồi chúng ta đã đi qua 3 mẫu laptop phục vụ chủ yếu cho những nhu cầu office cơ bản. Và nếu như mà các bạn học những cái ngành học chuyên sâu hơn về thiết kế nè, hoặc là hình ảnh, đồ họa, thì tất nhiên các bạn sẽ cần một chiếc laptop với những cái thông số cao hơn chút xíu. Vì vậy mà chiếc laptop cuối cùng mình sẽ giới thiệu với các bạn là một chiếc laptop có thể đáp ứng được những cái nhu cầu cao hơn của các bạn học sinh sinh viên. Và đó chính là chiếc Acer Aspire 3 A315. Acer Aspire 3 có một cái màn hình khá là lớn, 15.6 inch. Và nếu các bạn thực sự cần một cái không gian hiển thị lớn hơn để học tập cũng như là đa nhiệm, thì màn hình 15.6 inch là một cái sự lựa chọn rất là phù hợp. Chưa hết, màn hình của máy cũng rất chi là chất lượng với độ phân giải Full HD cùng với công nghệ Acer Comfy View dịu mắt. Vì màn hình thì siêu mỏng luôn. Đó cũng chính là lý do vì sao mà máy có một cái màn hình lớn như vậy, nhưng mà tổng thể vẫn rất là nhỏ gọn. Một cái điểm hơi tiếc là tấm nền mà máy sử dụng là tấm nền TN. Tấm nền này ngoài cái điểm yếu là góc nhìn hẹp ra thì mình thấy mọi thứ vẫn ok. Acer Aspire 3 A315 có một cái vẻ ngoài truyền thống với màu đen được phủ toàn thân từ ngoài vào trong. Các góc máy được bo cong nhẹ nhàng. Trọng lượng của máy thì chỉ nhỉnh hơn một chút so với máy 14 inch thôi, vẫn đảm bảo là chúng ta có thể dễ dàng mang theo bên mình và linh hoạt sử dụng. Với một chiếc laptop màn hình lớn như vậy thì đi kèm với đó sẽ là một cái bàn phím full size, các phím số được tách rời ra một bên. Và những bạn nào mà học về số liệu nè hay là nhập data thì bàn phím này là một cái bàn phím cực kỳ tiện lợi luôn. Acer Aspire 3 A315 sở hữu cấu hình khá là tốt với con chip Intel Core i5 thế hệ thứ 10, tiết kiệm năng lượng, hiệu suất tốt. Và chưa dừng lại ở đó, máy còn được trang bị thêm card đồ họa RAM Nvidia GeForce MX3302GB. Những cái tác vụ như là chỉnh sửa ảnh nè, biên tập video, dựng hình 3D hay là chơi game thì các bạn đều có thể sử dụng và nó hoạt động được trên chiếc laptop nhỏ gọn này. RAM của máy vẫn sẽ là 8GB và dung lượng ổ cứng SSD là 512GB, vừa có hiệu năng đa nhiệm tốt và vừa có không gian lưu trữ thoải mái nữa.
Và vừa rồi, chúng ta đã vừa đi qua 4 mẫu laptop phục vụ cho những nhu cầu đa dạng từ thấp cho đến cao, và giá bán của nó thì dao động từ 13 cho đến 16 triệu thôi. Việc có thể lựa chọn cho mình một chiếc laptop phù hợp sẽ giúp các bạn tiết kiệm chi phí hơn rất là nhiều. Và hiện tại, tại LT Shop cũng đang có rất là nhiều chương trình ưu đãi vào dịp Back to School của các bạn. Và nổi bật trong đó là chương trình bảo hành 3 năm và trả gốc 0% tại LT Shop. Các bạn có thể tham khảo thêm nhiều mẫu laptop khác tại trang web ltshop.com.vn nha. Còn giờ thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.